Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong tim mỗi người đều có một căn hầm bí ẩn của riêng mình. Nơi đó có thể là nỗi đau, là nỗi nhớ, là tình yêu dành tặng cho một ai đó đã đi khỏi cõi đời này. Câu chuyện về một gia đình có căn hầm bí ẩn sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn bật khóc, xúc động về tình yêu thương mà bố mẹ dành cho những người con của mình sau đây mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên căn hầm bí ẩn tác giả mai thương qua sự thể hiện của giọng đọc anh khôi mỗi khi ngủ nghiêng người áp tai phải xuống gối là nó lại nghe có tiếng tí tách rơi tựa như tiếng nước cảm giác cứ như dưới nền gạch này có một căn hầm bí ẩn đang tồn tại này cái đập vai của duy làm nó hú hồn sao dạo này thấy mày hay thẫn thờ vậy còn cả nửa học kỳ nữa mới thi đại học mà học nhiều nên dối trí hả tao đọc trên báo thấy nhiều đứa học mà suy nhược cả cơ thể cũng không ít trường hợp bị thần kinh nữa đó nó đang suy nghĩ có nên kể cho duy nghe cảm giác kỳ lạ mà mỗi đêm nó gặp không sợ thằng bạn lại kêu nó khùng nữa nên thôi trên đường đi học về nó cứ nghĩ mãi về những âm thanh lạ kỳ dưới gối nó tiếng nước tí tách rơi tiếng rên rỉ gầm gừ hay đại loại là tiếng của một ai đó không lẽ nó hoang tưởng trong suốt mấy tháng qua lần này nó lại bị giật bắn người bởi tiếng mẹ nó mai cầm bó rau mấy con cá về nấu này con hôm nay có khách đặt mấy lãng hoa lát chiều họ lấy nên mẹ ở lại tranh thủ làm cho kịp vậy lát nấu xong con mang cơm ra cho mẹ nhờ em con mang ra được rồi tranh thủ nghỉ ngơi rồi tập trung mà học nó sống với mẹ và em gái mẹ nó khéo tay lắm có nguyên một cửa hàng hoa lẫn bánh kem ngoài chợ hoa mẹ đẹp bánh mẹ ngon là câu hai chị em nó thường nịnh mẹ mà ngon thật đẹp thật không bù hai chị em nó vụng, chẳng biết làm gì ngoài học. Còn bố nó, chẳng bao giờ thấy nó kể với bạn bè dù chỉ nửa từ bố. Nghe đâu, bố nó bỏ nhà đi với người đàn bà khác và đã có con cùng một gia đình hạnh phúc. Tháng tháng vẫn gửi tiền đều đều chu cấp cho hai chị em nó. Ký ức về bố với hai chị em nó lập lòe chỉ mờ mờ ảo ảo. Nếu có chạm mặt nhau ngoài kia, chắc cũng chẳng nhận ra. Càng lớn, nó càng hiểu được nỗi đau của mẹ và chỉ thêm oán giận người đàn ông có một phần trách nhiệm sinh ra tụi nó. Sáng nay, nó được nghỉ tiết sớm và quyết định ghé vô bệnh viện của bố Duy khám thần kinh của mình. Và tất nhiên mọi việc đều ổn, chỉ trừ một việc. Tao tính nói với mày chuyện này lâu rồi, mà sợ thần kinh mày yếu không chịu được. Chuyện gì? Mày không nói tao còn thấy lo hơn ấy mà trước giờ chuyện của mày có bao giờ làm rung động thần kinh của tao đâu. Nghe con bạn mỉa mai mà sĩ diện trào lên tới não, nhưng Duy vẫn phải kể. Nghe bố tao nói nhà mày hồi xưa là nhà của một ông Tây nào đó giàu lắm. Có căn hầm bí mật giam lỏng những người phản bội ông ấy cho đến khi mục xương thì thôi. Chợt nhiên có luồng gió lạnh làm dựng đứng hết gai ốc nó. Vậy là những gì nó nghe thấy tiếng nước, tiếng gầm gừ của ai đó lẽ nào là của những oan hồn còn dưới đó sao à nó hét lên một tiếng thất thanh làm cho mấy con bướm trên mấy cành hoa gần đó phải bay vội mọi người nhìn nó với một cái nheo mắt đầy ẩn ý duy gần nó nhất nên hứng chọn tiếng hét thế nào mà anh chàng té xuống cả đất mày tính dọa ma tao thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ tiếng hét của mày kinh thật cho đi lồng phim kinh dị được rồi đấy. Nó lấy xe chạy thẳng, không buồn nói một tiếng với Duy, mặc những lời trừ rủa của thằng bạn theo sau. Nó phải bình tĩnh, phải có chứng cứ rõ ràng thì mới có thể nói cho mẹ hay Duy biết sự việc được. Ít ra thì thần kinh của nó đã được bố Duy trưởng khoa thần kinh kiểm định. Cứ thế, thay vì lo lắng nó lại chuyển sang hào hứng, dù ngực trái nó vẫn đập thình thịch liên hồi tiếng chuông cửa reo lên làm nó tình hồn như vừa thoát khỏi giấc mơ đầy kinh hãi giữa trưa mày ngủ hả tao tưởng không ai ở nhà năm cuộc gọi nhỡ năm lần chuông cửa mày uống thuốc ngủ hay sao mà say vậy nó mở cửa đầy uể oải tao xin lỗi cả chuyện sáng lẫn chuyện giờ mày qua mượn vở bài tập văn hả ờ tao nói với mày hồi sáng rồi mà ba giờ và mày cho tao ăn quả chờ nửa tiếng ruột tao sắp lồng lộn lên rồi này mà sao mặt mày lúa túa mồ hôi mồ kề vậy tao mơ thằng bạn cười hà hê giọng khinh khỉnh cuối cùng thì cũng có chuyện làm thần kinh mày rúm lại nó gầm gừ bấu quân mấy phát đầu điếng khiến anh chàng mặt mày tím tái không kém gì đang xem phim kinh dị và quyết định đúng đắn lúc này là lặng im chép bài không nó lại nổi điên đuổi mình về thì khổ lạ là tối nay nó cố gắng áp sát tai vào gối nhưng chẳng nghe được gì nữa rồi tối mai tối kia tối nữa nó cũng không nghe thấy nó thở nhẹ nhõm nhưng vẫn còn đôi chút hoang mang sao từ khi nó biết chuyện thì lại không nghe thấy gì nhỉ hay ai đó cố ý nó tự nhủ ai mà chơi trò ma quỷ này với nó nó sẽ tống vô tù cho mọt gông hoặc có khi nào con ma nghe thấy nên nó mới ngừng hoạt động. Eo, nghĩ tới là nó thấy dần rợn. Cũng giống như những ngày đầu tháng khác, mẹ nó tham gia một nhóm phụ nữ tình nguyện ở xã. Chuyến đi này sẽ mất đến ba ngày xuống các trại phong cùi để chăm sóc bệnh nhân. Tối nay nó lại trằn chọc, mãi mới thiêm thiếp ngủ được, thì lại bị tiếng cọt kẹt cửa làm thức giấc. Chán ghê đã bảo nó cài cửa bếp lại rồi đến bao giờ mới ngủ lại được đây nó lầm bầm mệt mỏi lê xác xuống bếp định quay về phòng thị uyịch cái vấp làm nó té sóng xoài trên nền nhà khiến mình mẩy ê ẩm đang còn định hình để đứng dậy bỗng bên tai nó có tiếng nước rơi tí tách nó áp sát tai xuống nền gạch hơn là tiếng xích kéo lê đúng là ai đó đang bị giam cầm dưới đây tách ai đó bật đèn sáng choang chị sao thế em nghe tiếng ngã không thấy chị nằm bên cạnh nên xuống xem chị không sao tại tối không thấy đường nên mới ngã nằm trên giường mà tim nó đập miệng mím chặt mắt nhắm nghiền nó cũng không dám nằm nghiêng sợ phải nghe tiếng gì đó kinh hoàng một đêm cũng trôi qua trong sự vật vã tự du ngủ mình bằng những bài hát tiếng anh cuối cùng thì nó cũng chờ được mẹ về những câu chuyện chăm sóc bệnh nhân những hoàn cảnh đáng thương và một chuyến đi ý nghĩa ra sao nó nghe như người không có tai với nó chuyện thôi thúc bây giờ là phải tìm ra sớm chân tướng sự thật ít nhất có mẹ ở nhà nó sẽ cảm thấy an tâm và dũng cảm hơn mấy hôm sau nó lại áp tai vào gối và chẳng nghe thấy gì hết có điều là cái miếng gạch bông trồi lên làm nó ngã hôm nào sao giờ biến mất phẳng lì một cách đáng ngờ nó suy tính có nên rủ duy tham gia vụ này không dù duy nhát mã còn hơn nó nhưng ít ra có hai đứa cảm giác vẫn an tâm hơn cái gì nhà mày có căn hầm bí mật thật hả nó nhìn duy theo kiểu mày là người nói tao điều đó mà giờ còn hỏi lại à thì tao nghe kể dọa mày sợ vậy thôi ai ngờ mày đi điều tra thật muốn thì giúp không muốn thì thôi không ép thấy con bạn mặt thảm hại giận dỗi duy tội tội thương thương nên cũng mùi lòng nhưng tao giúp cách nào khi đêm mới xuất hiện mà tao là con trai sao ngủ lại nhà mày được thì đầu tháng sau mẹ tao đi vắng mày qua nhà tao ngủ cứ nói bố mẹ mày mày đi qua nhà đứa nào đó ôn bài chung duy ậm ừ nghe xuôi xuôi bị con bạn khích bác nên máu nam nhi xông pha trận mạt làm khí thế nó sung bần bật chỉ muốn tối nay đi bắt ma ngay lập tức tháng này mẹ nó vắng nhà hai ngày nó chớp cơ hội đẩy em qua nhà ngoại với lý do nó qua nhà bạn học bài và ngủ lại suy ra không ai ở nhà đêm đó Tiếng cọt kẹt cửa bếp lại rên rỉ. Nó và Duy đơ mắt nhìn nhau. Hai đứa chạy lên giường áp tai vào gối. Tiếng nước tí tách rõ mồn một. Tiếng xích kéo lên nặng trình trịch. Rồi cả tiếng gầm gừ. Mồ hôi của Duy túa ra. Đến nước bọt Duy cũng không dám nuốt. Tay chân Duy lạnh toát. Nó kêu Duy nằm im. Một mình nó lân la xuống bếp. Nó núp sau bức vách ngăn cửa bếp có tiếng bước chân càng ngày càng rõ dần thình lình miệng nó bị bịp chặt bởi một bàn tay tiếng nói bên tai thì thào tao này lúc này nó chỉ muốn quay lại đá thằng bạn một cái cho bõ tức nhưng lại một tiếng bước chân dội lên lần này thì là ai nó vừa sợ vừa hồi hộp chỉ muốn đưa tay bật cái công tắc điện nhà bếp lên ngay lập tức tiếng bước chân vọng lại một gần hơn nó với duy đứng im thiên thít đến thở cũng nhẹ nhàng hết mức. Từ từ cái nắp hầm mở ra, ánh đèn cây lập lòe in bóng người phụ nữ lên tường, là mẹ nó. Chân tay nó và duy đông cứng, nếu giờ có bị ma đuổi chắc chỉ biết chết đứng. Mẹ nó kéo nắp hầm lại khóa kỹ càng, rồi lại để miếng gạch bông đè lên như chưa hề hay biết cách đó một bức tường đang có bốn con mắt chăm chú theo dõi. Mẹ nó hoàn thành xong đi lối cửa sau và biến mất phải mất gần nửa tiếng sau khi máu đã chảy lại về tim thần kinh não bắt đầu hoạt động lại nó ngồi thụp xuống và chẳng còn biết gì nữa chị tỉnh rồi à dậy ăn cháo đi bà ngoại nấu đấy em vừa gọi mẹ rồi chắc mẹ cũng sắp về trên tay nó lùng bùng đống dây của chai nước truyền ký ức tối qua trở về dội vào khiến chân tay nó lại bùn rùn lạnh toát duy chạy thộc vào nhà nhìn nó tỉnh lại vui mừng hớn hở ra mặt mày quá mày tỉnh rồi tao cứ sợ sáng tao xin phép nghỉ học cho mày rồi tối qua mày làm tao hoảng quá chẳng biết làm sao tự nhiên ngồi xuống rồi ngất lịm mày có mấy kỹ năng của bố tao truyền lại nên sơ cứu cho mày sáng sớm bố tao chạy qua truyền nước cho mày đấy bố tao kêu mày kiệt sức quá nên mới vậy tao phải làm sao đây hả duy nước mắt nó lưng tròng chẳng biết nên làm gì tiếp theo chẳng hiểu sao những lúc thế này duy lại ra dáng đàn ông bình tĩnh và mạnh mẽ lạ mày cứ bình thường với mẹ mày đi chưa rõ thực hư thế nào mà biết đâu mẹ mày nuôi con gì ở dưới đó lần trước tình cờ tao nghe cô hoa trong hội phụ nữ tình nguyện kể chuyện tao mới biết không phải tháng tình nguyện nào mẹ tao cũng tham gia và tháng trước còn đến trễ một ngày so với mọi người tao đã đinh ninh nhưng không muốn nghĩ tới ai ngờ chào duy cảm ơn cháu nhé không thì mai nhà cô chẳng biết phải làm sao tiếng mẹ nó từ cửa bước vào nhìn mặt mẹ tím tái mồ hôi lấm tấm chắc mẹ phải lo lắng cho nó đến nhường nào nhưng đáp lại mẹ nó là một cái nhìn lạnh nhạt duy nhíu mắt nháy nó cố gắng bình thường hóa mọi việc đi mấy ngày sau đó nó cố gắng bình thường với mẹ nhưng vẫn bị mẹ phát hiện mẹ hỏi mà nó chối bay không thì cũng lấy chuyện học hành ra làm cớ nghe mẹ đề nghị đầu tháng sau đi dã ngoại nó viện cớ có khóa hướng nghiệp ở trường nên không đi được có lẽ thấy con gái mệt mỏi. Nên đợt này mẹ nó nhìn cũng tiểu tụy. Nó thương mà cũng giận, nhưng chẳng dám hỏi. Sau một lần tình cờ dọn dẹp lại nhà cửa, nó thấy một chiếc chìa khóa được chôn dưới chậu cây xương rồng. Tim nó thoát lên như sắp sửa phá được vụ án căn hầm bí ẩn. Nó triệu tập ngay duy và bản tính kế hoạch tác chiến. Với tài của một thằng con trai duy tìm ra được viên gạch nơi che nắp căn hầm bí ẩn. Giờ là vấn đề thời gian, và tất nhiên là ngày thứ hai đầu tháng, khi mẹ nó đi vắng. Chiều hôm ấy, một bí mật kinh hoàng đã làm thay đổi cuộc sống của bốn con người trong ngôi nhà ấy. Nó và Duy đẩy từ từ nắp căn hầm bí ẩn ra. Những bậc thang dài sâu hắm, dù là ban ngày, nhưng dưới đó thì ngày cũng như đêm, chỉ một màu đen phủ kín một bên tay là cây thánh giá, bên kia là chuỗi tràng hạt nó cầm chặt trong tay. Còn Duy cầm đèn pin đi trước. Cái u tối và mùi ẩm mốc trong căn hầm khiến nó có cảm giác như mình. Và Duy đang đi xuống tầng địa ngục gặp Diêm Vương vậy. Càng bước dần xuống căn hầm bao nhiêu, tiếng tí tách rơi của nước càng nghe gần hơn. Tạch! Có giọt nước rơi xuống đầu nó. Nó giơ tay lên, tóc quẹt xuống xem một màu đỏ thẫm kèm theo mùi tanh tưởi của máu nó muốn hét toáng lên thì ngay lập tức bị bàn tay duy bịp lại duy đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng chỉ lên trần có xác con gì đó là con chuột kẹt vào cây đinh nên chết tim nó tưởng như ngừng đập ba mươi giây nó hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh thì lại sặc sụa ho vì bụi duy nheo mày tỏ ý không hài lòng đi bắt ma như mày, có mà chết sớm. Bị thằng bạn của trách, nó bực mình thầm nghĩ, đứa nào rủ mày đi trước, mà ra vẻ làm bộ ta đây. Mà can đảm của nó đâu hết rồi nhỉ? Nó vốn là đứa rất hiếm khi biết sợ là gì cơ mà. Đang mải nghĩ, bỗng nó đụng vào vật gì cưng cứng. Một bàn tay xù xì chạm vào tay nó, kèm theo tiếng gừ gừ rên rỉ duy lìa vội chiếc đèn pin vào chỗ nó trước mặt nó là một con quái vật mắt mũi miệng biến dạng da thì bong chóc ghẻ lở gớm ghiếc râu tóc lồm xồm nhìn chằm chằm vào nó nó ngã quỵ xuống người run lẩy bẩy miệng thở hổn hển mắt nhìn không chớp con quái vật cũng đáp lại nó bằng một cái nhìn đầy kỳ quái bất chợt có âm thanh vọng lại từ phía cầu thang ta đã cảm thấy không ổn với thái độ của cô gần đây. Không ngờ cô đã tìm ra được chỗ này. Duy dìu nó đứng dậy chĩa thẳng chiếc đèn pin về phía người đàn bà. Nó nắm chặt cây thập giá và chuỗi tràng hạt trên tay, lấy hết sức lực, cảm giác như muốn chiến đấu một sống, một còn với con quỷ đội lốt người kia. Ta đã xin nghi ngươi không phải là mẹ ta, người trong cúi sắt này mới là mẹ ta đúng không? người đàn bà kia bật cười một cách nhan hiểm vang cả căn hầm làm chuột rán từ đâu chạy ra náo loạn tông cả vào nhau trước khi làm ma ta cũng được sống hạnh phúc bên gia đình và con cái nhưng người đàn ông đê tiện đó đã phản bội ta và giam ta vào căn hầm này đến khi ta gần như chẳng còn sức lực nào nữa thì mẹ người phát hiện ra căn hầm bí ẩn và giúp ta sống sót nhưng đã không kịp nữa rồi ta mắc bệnh phong cùi và chết dần chết mòn. Mẹ ngươi đã chôn ta rất tử tế. Ta là ma vất vưởng, vì chưa trả được mối thù, nên chưa được siêu thoát. Ta tìm ra được gia đình người chồng cũ, nên quyết định trả thù bằng cách mượn xác mẹ ngươi và để cho linh hồn mẹ ngươi ngụ vào thân thể ta. Nhưng giờ ta không muốn quay trở về thế giới bên kia nữa. Cô bé thông minh và giỏi lắm. Nhưng chính sự thông minh đó khiến cô và cậu nhóc này sẽ phải chết. Ta không thể giết mẹ cô, nhưng cô thì có đấy. Bà ta tiến tới lăm lăm con dao trong tay. Tiếng con quái vật gầm gừ kêu thét, tay đập vào khung sắt như muốn cứu con mình thoát khỏi con ma. Bục, những tia máu phọt ra, con dao đã đâm vào tim nó. Cây thập giá tuột khỏi tay nó và rơi xuống đất, chuối tràng hạt bị đứt giữa không trung từng hạt, từng hạt rơi lộp độp xuống đất. Tiếng gầm rú của con quái vật hòa vào tiếng gọi thất thanh của Duy vang vọng cả ngôi nhà. Mai, 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 dậy đi mày, mình còn đi bắt ma nữa. Nó hoảng hồn tỉnh dậy, tay sờ vào tim không sao cả. Hai giờ chiều đúng như lịch hẹn với Duy. Nó bằng hoàng kể cho Duy về giấc mơ và đề nghị có nên thêm viện trợ duy phủi bay ý nghĩ của nó nếu không muốn ngày mai nhà nó biến thành viện bảo tàng cho người ta tham quan nó thở dài mong cho nó và duy được bình an trở về căn hầm giống y chang trong giấc mơ của nó đến lạ lùng dù nó chưa đặt chân đến đây lần nào nó nghĩ chắc mọi căn hầm đều được xây giống trong phim đi xuống hết bậc thang nó mừng thầm vì chẳng có giọt máu nào rơi vào đầu nó có thứ gì vừa rớt xuống tóc nó. Nó run rẩy đưa tay lên quệt thì... Máu. Duy chỉ nó nhìn lên trần. Một con chuột đang bị kẹt giữa cây đinh. Tại sao mọi thứ diễn ra giống giấc mơ của nó đến từng cm? Nó bấu duy một cái làm anh chàng chưa kịp hét lên, thì bị tay nó bịp lại. Mày điên à? Tự dưng sau bấu tao. Thằng bạn ra mặt tức đùng đùng đi về phía trước. Vậy là không phải mơ là thật. Nó nhìn lên phía cầu thang tối hầm như muốn lùi bước. Tiếng nói run lập cập của thằng bạn kéo nó về với thực tại. Ở đây có người bị giam thật. Mày ơi, nó ngước lên nhìn. Là con quái vật trong giấc mơ đây mà. Nó run sợ chết lặng nhìn con quái vật. Có phải mẹ đây không? Con quái vật chỉ biết gừ gừ, hai tay nắm chặt khung sắt như muốn được thả ra chân con quái vật bị một cái xích nặng còng ở chân chỉ có thể quanh quẩn trong nơi bị giam cầm mẹ đã cảm thấy không ổn với thái độ của con gần đây không ngờ con đã tìm ra được chỗ này tiếng từ chân cầu thang vọng lại nó quay lại và gào lên thả mẹ tôi ra không cần nghĩ nhiều rồi lao thẳng về phía người đàn bà đâm một nhát vào bụng trước sự ngỡ ngàng của duy của con quái vật và cả người phụ nữ máu chảy loang lổ cả người nó người phụ nữ chỉ kịp gọi tên mai mẹ rồi bất tỉnh tiếng còi xe cấp cứu vang cả một khu xóm bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ mỉm cười thở phào nhẹ nhõm ơn chúa vết đâm không sâu nên không ảnh hưởng đến nội tạng lát sau mẹ cháu sẽ tỉnh lại thôi nó ngồi bất động như tượng hai mắt sưng húp và đỏ hoe mọi người động viên an ủi nó thế nào nó cũng không tin rằng mình đã đâm mẹ nửa tiếng sau hết thuốc mê mẹ nó tỉnh dậy mọi người vây quanh giường nghe mẹ nó kể chuyện thực ra người ở dưới căn hầm ấy là bố nó bố nó bị bệnh phong cùi làm cho biến dạng khuôn mặt ngày ấy khi biết mình bị bệnh bố nó đã tự tránh xa mẹ con nó để mẹ con nó hiểu lầm là bố nó bỏ đi theo người phụ nữ khác. Rồi khi bệnh trở nặng, ông được người ta đưa vào một trại phong củi chăm sóc. Cách đây 10 năm, trong một lần cùng hội phụ nữ đi chăm sóc bệnh nhân phong củi, mẹ nó phát hiện ra bố nó. Mẹ nó xin bố nó trở về, nhưng bố nó cương quyết không muốn ảnh hưởng đến vợ và các con. Hai năm sau đó, bệnh tình của bố nó trở nặng hơn trước tình cảm và sự van nài của mẹ bố nó không thể chối từ được nữa càng về sau căn bệnh phong cùi làm bố nó mất đi khuôn mặt mất luôn khả năng nói nhiều lần bố nó bị căn bệnh hành nên chỉ muốn tự tử việc mẹ nó xích chân bố nó lại là để bố không ra khỏi những thanh sắt tìm đến cái chết đâu đó có tiếng sụt sùi có sự ngỡ ngàng sự cảm thông hiện rõ trên khuôn mặt của những ai đang nghe câu chuyện mẹ nó cầm tay hai chị em nó nước mắt lăn khẽ xuống thái dương mẹ xin lỗi hai chị em đã để hai đứa phải lo lắng mai con tha thứ cho mẹ nhé nó òa lên khóc như một đứa con nít ba tuổi rồi ôm chầm lấy mẹ mà nức nở mà tức tười một tuần sau mẹ nó được xuất viện trong khoảng thời gian ấy bố nó đã được đưa tới một trại phong cùi. Hàng lau bên đường dì rào theo điệu du của gió. Nó đưa tay ra khỏi xe hít lấy hít để mùi cây cỏ. Hứng trọn những tia nắng của buổi sớm mai rồi nhẹn miệng cười. Nó muốn nói với bố thật nhiều. Có cả xin lỗi, cả cảm ơn, và cả tình yêu dành cho bố bấy lâu nay nữa. Nhìn bố trong bộ dạng gớm ghiếc, không một chút sợ hãi nó chạy lại ôm chầm lấy bố tuy chỉ được ôm bố qua một lớp áo bảo vệ dù lớp áo ấy có hơi dày nhưng nó vẫn cảm giác được tim mình nóng hổi vẫn cảm thấy được sau lớp da sần sùi này có hơi ấm của người cha len lỏi vào sớ thịt nó không biết ôm nguyên một bộ áo bảo vệ dày cộm thế này bố nó có cảm nhận được giống như nó không nhỉ có giọt nước nóng nóng chạm vào chiếc lúm đồng tiền trên má nó nó đã tự hứa không được khóc trước mặt bố vậy mà bố nó lấy tay chạm vào kính của chiếc mũ bảo vệ như đang lau những giọt nước mắt cho nó cả bốn người gia đình nó có lẽ chưa bao giờ hạnh phúc như khoảnh khắc này hơn một tuần sau bố nó mất trước ngôi mộ một tấm hình người đàn ông được phát họa bằng bút chì lồng trong khung kính đang nhìn nó bằng đôi mắt chịu mến chắc bố sẽ vui lắm với bức phát họa này của nó bố chưa bao giờ oán thán cuộc đời đã mang căn bệnh này đến cho bố bố chỉ tiếc là chưa dành hết yêu thương cho mẹ và các con bố luôn là người hạnh phúc nhất trên đời này vì có ba nàng công chúa xinh đẹp luôn bên mình mai à bố biết con thi vào luật là vì bố nhưng bố muốn con không từ bỏ ước mơ của mình ước mơ của một kiến trúc sư xây dựng nên những căn nhà kiên cố không chỉ đẹp mà trong ngôi nhà ấy luôn có tiếng cười của những người cha người mẹ người con ngay sau đó căn hầm bí ẩn được phá bỏ nhiều người cho rằng tại sao không giữ lại làm kỷ niệm nơi bố nó từng ở sống và chiến đấu với căn bệnh này mẹ nó nói rằng trong tim mỗi người đều có một căn hầm bí ẩn của riêng mình nơi đó có thể là nỗi đau là nỗi nhớ là tình yêu dành tặng cho một ai đó đã đi khỏi cõi đời này, mà có lẽ ít người có thể tìm thấy chìa khóa đi vào căn hầm ấy được. Nhưng nó biết rằng, ba mẹ con nó đều có chung một chiếc chìa khóa để mở một căn hầm bí ẩn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Bên nhau trọn đời, chuyện siêu tầm chàng trai và cô gái vừa ăn cơm xong sau đó chàng trai bắt xe lên thẳng sân bay anh phải đi công tác ở một thành phố xa xôi máy bay không chờ đợi một ai nhưng bữa tối của họ rất tinh tế phong phú chứ không phải qua loa cho xong tất cả đều là những món ăn chàng trai thích ăn và đều là những món sở trường của cô gái cô gái dành cả buổi chiều để phủ đầy những món ăn hải sản trên bàn ăn chàng trai như con cá mập thích ăn đồ biển nhưng tính cách của chàng trai không giống cá mập một chút nào mọi cử chỉ của anh đều tao nhã anh là một người giỏi giang xuất sắc tình yêu chân thành chàng trai lên máy bay lúc chiều tối anh nói với cô gái khi bước tới sân bay đợi đến tối thì lúc đó muộn quá anh sẽ không gọi điện cho cô gái sáng hôm sau anh sẽ gọi lại cô gái nói được cô gái đứng ở ngoài sảnh vẫy tay theo chàng trai chàng trai sẽ sống ở một thành phố xa lạ trong nửa tháng nữa đã muộn lắm rồi cô gái đã ngủ từ lâu bỗng có tiếng chuông điện thoại đánh thức cô nhìn lên chiếc đồng hồ đặt đầu giường giờ mới tờ mở sáng cô gái bỏ dậy đi xuống phòng khách nghe máy cô nghe thấy giọng nói của chàng trai chàng trai sốt sắng hỏi em khỏe không cô gái có phần ngạc nhiên hỏi em khỏe em đang ngủ mà không phải anh nói là buổi sáng mới gọi điện lại sao chàng trai hình như có điều gì không an tâm tiếp tục hỏi em không sao chứ cô gái thấy hơi buồn cười anh chàng này sao tự nhiên lại dài dòng thế nhỉ mặc dù cô biết chàng trai rất quan tâm đến cô tất nhiên là em không sao rồi em ngủ rất ngon anh làm sao thế chàng trai nói anh muốn nói với em là anh đến nơi rồi em không phải lo lắng có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh đấy nhé sau đó anh chúc cô gái ngủ ngon rồi vội cúp điện thoại cô gái cầm điện thoại trong tay ngẩng người ra đúng một phút cô cảm thấy hôm nay chàng trai có điều gì đó khác thường nhưng khác thường ở điểm nào nhỉ nhất thời cô chưa nghĩ ra nửa tháng sau chàng trai trở về thần thái trông vẫn phong độ khỏe mạnh nhưng trên bụng anh có một vết sẹo cô gái hỏi sao thế này anh chàng trai đáp không sao đâu em có vết thương nhỏ ý mà cô gái lo lắng truy hỏi không ngừng chàng trai cười nói anh nói cho em biết nhé nhưng em không được giận đâu đấy hôm đó anh xuống sân bay rồi đi dạo trên phố tự nhiên thấy đau bụng thế chưa bao giờ anh đau quặn lại như thế đau đến muốn ngất xỉu thế rồi anh nghĩ tới hải sản có thể là do anh bị ngộ độc thức ăn khi ăn hải sản em biết đấy ở thành phố biển nhỏ bé của chúng ta năm nào cũng có người mất mạng vì ngộ độc hải sản thế rồi anh gọi điện cho em anh nghĩ rằng nếu đúng là vì mấy đồ hải sản đó thì lúc đó nhất định em cũng có cảm giác bất thường. Giả dụ em không nghe điện thoại hay nhấc máy nhưng lúc đó người em không được khỏe, anh sẽ gọi luôn đến trung tâm cấp cứu 115 để họ sẽ đến nhà em ngay lập tức. Nhưng lúc đó nghe giọng nói của em hoàn toàn bình thường nên anh cũng không kinh động đến em nữa. Sau đó anh mới yên tâm cúp máy. Khi cảm thấy người không được khỏe sau anh không nghĩ đến việc đầu tiên là tự cứu mình cô gái hỏi làm gì có tâm trạng đâu mà nghĩ được lắm thế chàng trai nhìn cô gái với ánh mắt chan chứa tình yêu có cấp bách đến đâu anh cũng phải gọi điện cho em trước tiên em biết là không thể coi thường chuyện ngộ độc thực phẩm được mà thời gian chính là sinh mệnh cô gái nhớ ra hôm đó chàng trai cố chấp gọi cho cô rõ lâu cô lười biếng mãi mới chịu nhấc máy Tuy rằng chàng trai và cô gái chỉ nói chuyện được với nhau vòn vẹn có mấy câu. Nhưng mấy câu nói đó đã mất đi nửa phút. Điều đó có nghĩa là trong nửa phút đó chàng trai đang phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Sau khi biết chắc chắn rằng cô gái không sao, loại bỏ được khả năng cô gái bị ngộ độc thức ăn chàng trai mới cúp máy. Đến lúc ấy chàng trai mới tìm sự trợ giúp của người qua đường hoặc gọi tới trung tâm cấp cứu 115. Nếu hôm đó họ bị trúng độc thật thì cho dù có cách nhau tới hàng dặm, chàng trai cũng sẽ đưa được nhân viên y tế đến với cô gái. Chỉ có điều, như thế chàng trai sẽ làm lỡ mất 30 giây. Nói cách khác, vào ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết rất có thể sẽ xảy ra, chàng trai có thể sẽ dành 30 giây của mình cho cô gái. Hơn nữa, Chắc chắn rằng chàng trai biết rất rõ 30 giây này có thể là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Cô gái không nói gì, cô không thể nói được lời nào nữa. Chàng trai khẽ cười, vẫn còn may mà, chỉ là một lần hú hồn, cuối cùng không có sự việc đáng sợ nào xảy ra. Anh lại chỉ lên vết thương trên bụng, chớp mắt tinh nghịch, đây là vết tích của viêm ruột thừa cấp để lại. Cô gái chẳng thể cười được nữa mắt cô đã ướt từ bao giờ. Cô ôm chặt lấy chàng trai, nói, 30 giây này là lý do chúng ta bên nhau trọn đời. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Cuộc tình dì máu, chuyện siêu tầm. Cô vốn là người hiền lành, hiền đến mức khờ khảo ấy vậy mà giờ lại hồn nhiên công bố chuyện sống thử khi chưa cưới đầy hãnh diện như thế năm thứ tư đại học trong giờ nghỉ giải lao giữa buổi học ngày thứ bảy cô háo hức công bố với đám bạn thân từ mai tớ sẽ đến ở với anh ấy hai đứa thuê nhà sống hôm nào lên nhà mới xong mời cả đội tới nhà tớ chơi nhé đám bạn mắt tròn mắt đẹp nhìn hạ thương cô vốn là người hiền lành hiền đến mức khờ khạo ấy vậy mà giờ lại hồn nhiên công bố chuyện sống thử khi chưa cưới đầy hãnh diện như thế. Thương, cậu điên rồi. Cậu định sống với anh ta thật á? À? Nhưng hai người chưa cưới mà. Như thế, con gái thiệt lắm đó. Ờ, tớ điên, tớ điên thật rồi. Trong đôi mắt của Hà Thương sáng rực lên niềm vui của một kẻ đang yêu, một cảm giác yêu đến điên dại và bất chấp tình yêu có khả năng thật kỳ bí nó có thể làm thay đổi quá nhiều hà thương một cô gái quá đỗi giản dị lại đầy hứng khởi khi sống thử với một người đàn ông chỉ vừa yêu ba tháng hà thương dọn đến căn hộ trung cư mini sống cùng với anh anh là một chàng trai dân thiết kế lãng mạn và bay bổng sống với anh hà thương nghĩ mình trở thành bà hoàng anh làm hết mọi việc mỗi sáng sớm anh đánh thức cô dậy bằng một nụ hôn một bàn ăn xinh xắn và ly sữa trắng chờ cô thưởng thức anh làm không phải chỉ như một người chồng tận tụy mà còn như thế đấy là niềm hạnh phúc duy nhất mà anh muốn có đám bạn bè nói điều ấy chỉ diễn ra trong vài tuần rồi anh ta sẽ bắt đầu chửi mắng cô sẽ bắt cô phục dịch nhưng hà thương không tin là thế hơn một năm qua đi sau khi cô ra trường Cô vẫn chưa phải làm những điều mà đám bạn cảnh báo. Anh vẫn nấu cơm mỗi tối, rửa bát và gọi cô dậy vào sáng mai. Anh gọi cô là bé bông. Mọi thứ vẫn như ngày đầu, chỉ có tình yêu dày thêm thôi thì phải. Cô bắt đầu xin đi làm. Nơi cô làm việc yêu cầu phải ít nhất 3 năm sau khi gia nhập công ty mới được phép kết hôn và mang bầu. Ngày nhận việc cô háo hức bao nhiêu thì khi có quyết định đó cô lại buồn bấy nhiêu cô đã chờ đợi để được mặc chiếc váy trắng tinh trở thành cô dâu xinh đẹp của anh lâu lắm rồi ba năm lại khắc khoải để chờ đợi gọi nhau bằng vợ bằng chồng hợp pháp nữa ư cô gái của anh khở quá cả thế giới này ai mà chẳng biết chúng mình là vợ chồng ba năm nữa cưới cũng được chứ sao khi ấy chắc mọi người sẽ thốt lên vợ chồng hà thương đi đăng ký kết hôn đấy à cũng tuyệt đấy phải không nào hà thương hạnh phúc nép vào vòng tay anh cô biết anh đang cố gắng để cô không buồn vì anh biết công việc này vị trí mà cô có được là điều mà cô mong đợi từ lâu cô ôm anh thật chặt ngủ thiếp đi mơ về một giấc mơ ngọt ngào cô đi làm được ba tháng bữa tối nào về cũng có anh đón sẵn ở cổng công ty và chuẩn bị sẵn đồ ăn ở nhà trước đây đám bạn hoài nghi về thứ tình yêu chớp nhoáng khiến hà thương cô gái vốn có quan điểm sống cổ hủ vậy mà vì yêu anh cô thay đổi đến chóng mặt nhưng giờ cứ gặp hà thương là họ bắt đầu ca thán về sự bất công khi mà cô được yêu thương chiều chuộng như công chúa hà thương thấy hãnh diện không phải vì thế cô hãnh diện vì mình đã yêu mà không hối tiếc điều gì anh đi công tác hai tháng đấy là cái tin vào một buổi chiều cuối tuần anh nói với cô ngẫm lại hơn một năm rồi từ ngày đến sống cùng anh chưa một ngày nào họ không nhìn thấy nhau quê anh xa nên chỉ trừ khi có việc gì trọng đại anh mới về hơn nữa anh luôn nói để cô một mình anh không yên tâm lần này anh đi hai tháng cô sẽ sống thế nào hà thương bật khóc nức nở anh ôm cô vào lòng động viên chỉ hai tháng thôi. Ngày nào anh cũng điện thoại về cho em, rồi chúng ta sẽ lại bên nhau mà. Anh đi, ngồi thu xếp áo quần cho anh vào chiếc vali. Lòng cô buồn rười rượi. Cô tự nhủ, rồi sẽ nhanh thôi. Cô đi làm, được khoảng ba tuần xa nhau rồi. Mọi thứ khó khăn hơn cô nghĩ. Hà thương thấy trông chênh trong lòng. Nhớ anh, phiền muộn vì những buổi tối dùng cơm một mình những cuộc điện thoại của anh vẫn gọi về thường xuyên nhưng không đủ vơi đi nỗi nhớ lần nào nghe điện thoại của anh cô cũng khóc anh lại dỗ dành cưng nựng tuần thứ tư giữa buổi chiều ngổn ngang công việc hà thương nhận được điện thoại của cô bạn hồi đại học hà thương lão cưới vợ trời ạ à, thế còn mày cô hơi sững sờ khi không hiểu bạn nói gì ai tuấn tuấn nào còn tuấn nào kia gã sống với mày suốt một năm qua như vợ chồng giờ còn hỏi tuấn nào là sao không mày nhầm rồi anh ấy đi công tác điện thoại báo có tin nhắn đến là số máy của anh thôi nhé anh ấy nhắn tin cho tao đây nè chắc lại hỏi về làm chưa có mệt không nghe tin liên thiên ở đâu không biết thôi nhé Hà Thương cúp máy và cười thật tươi khi nhìn thấy tin nhắn của người đàn ông mà cô yêu. Cô gái của anh. Ngày mai anh cưới. Em sẽ sốc khi biết tin này. Anh biết lời xin lỗi của anh không có ý nghĩa gì nhưng anh vẫn muốn nói. Anh ngàn lần xin lỗi em. Ba anh sắp mất rồi. Anh cần phải yên bề ra thất cho ông yên lòng. Bà bắt anh lấy vợ. Từ khi chúng mình mới chỉ sống cùng nhau, cô gái được gia đình lựa chọn rất yêu anh nhưng anh thoái thác anh từng nói nhất định sẽ chỉ cưới em nhưng cô ấy vẫn chờ anh nghĩ chỉ cần em ra trường chúng ta có thể cưới anh sẽ dắt em về ra mắt bố mẹ nhưng sự nghiệp cần em phải hy sinh một vài điều và anh tự nguyện là điều mà em phải từ bỏ anh không đủ can đảm bắt em từ bỏ công việc đó và anh cũng không đủ can đảm để bắt ba chờ lâu hơn nữa cứ trách anh vô tình hay tàn nhẫn nhưng anh yêu em là thật nếu sau ba năm nữa cuộc hôn nhân này của anh không thể cứu vãn vì lòng người chẳng yêu nhau và khi ấy em còn yêu xin hãy cho anh cơ hội ngày mai em sẽ tới dự đám cưới anh chứ đêm hôm đó một mình hà thương trong căn phòng quen thuộc của hai người. Đồ đạc, áo quần của anh vẫn còn đây, cả tình yêu nữa, vẫn tràn ngập nơi này. Nhưng, cô không còn anh. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Kiếp sau, chuyện siêu tầm mùa đông năm ấy thật lạnh, tuyết rơi nhiều khiến mặt đất biến thành một sân trượt tuyết trơn láng. Anh dùng mình khẽ xoa đôi bàn tay lạnh cóng kiên nhẫn ngồi đợi cô đến. Nơi anh và cô thường hò hẹn là một công viên nhỏ đối diện nhà cô. Anh đưa mắt nhìn lên cửa sổ phòng cô. Đã hơn 7 giờ tối mà sao cô vẫn chưa xuống anh khẽ thở dài lấy một cành cây nhỏ vẽ những vòng tròn trên nền tuyết cứng. Trong mỗi vòng tròn đó anh đều viết một chữ yêu và tất cả chữ yêu đó đều hợp lại thành tên cô. Anh chăm chú vào kiệt tác của mình như quên cả thời gian. Còn cô vẫn lén đứng bên cửa sổ theo dõi mọi cử động của anh. Trái tim cô xót xa khi nhìn anh ngồi một mình lạnh giá. Tình yêu của anh dành cho cô chứa đựng biết bao nhiêu đau đớn và hy sinh. Anh luôn tự ti và trách móc mình kém cỏi vì chỉ là một người công nhân không thể xứng đáng với cô sinh viên của một trường đại học tình yêu của họ xen lẫn với biết bao đau khổ dằn vặt khi gia đình cô ra sức ngăn cấm đã biết bao lần cô muốn rời xa để không mang thêm áp lực đau khổ đến cho anh nhưng trái tim cô lại không thể cuối cùng không chịu được cô lao xuống cầu thang cô đứng trước mặt anh anh vui mừng chạy đến ôm chặt cô vào lòng cuối cùng em cũng đã đến anh đã sợ em không thể gặp anh bàn tay anh khẽ vuốt mái tóc cô anh dịu dàng nhìn cô nói hôm nay anh phải về nhà thăm bố mẹ một thời gian nhưng anh sẽ rất nhớ em ban ngày mẹ em đi làm anh có thể gọi điện cho em em sẽ chờ điện thoại của anh như vậy sẽ giống như chúng mình được ở bên nhau vậy sẽ không buồn nữa cô nép mình bên vai anh thầm thì anh khẽ ôm chặt cô hơn và chỉ cho cô thấy tác phẩm trên tuyết mà anh đã làm tặng cô trên nền tuyết trắng tên cô được viết bằng hàng trăm chữ yêu hợp lại trái tim cô run lên vì xúc động cô biết anh yêu cô rất nhiều anh khẽ lấy tay kéo cao cổ áo cho cô rồi dặn dò em ở lại nhớ chú ý học hành thật tốt đừng nhớ đến anh nhiều quá ảnh hưởng đến việc học khi nào buồn em cũng đừng nhốt mình trong phòng mà hãy ra ngoài đi dạo đi chơi với bạn bè những lúc không có việc gì thì đan cho anh cái áo len đến mùa xuân anh sẽ mặc nó được chứ như vậy thì lúc nào cũng sẽ có cảm giác anh luôn ở bên em em sẽ không thấy cô đơn nữa nói rồi anh rút ra trong túi một gói giấy nhỏ nhét vào tay cô đây là một ít tiền lương tháng này của anh anh đã giữ một ít tiền để đi đường và mua ít quả cho gia đình còn đâu em giữ lại để mua cho mình một bộ quần áo mới nhé cẩn thận đừng để mẹ em biết nếu không anh sợ em phải chịu khổ cô cầm gói tiền của anh trong tay mà nước mắt lăn dài sau đó cô đưa anh ra bến tàu khi anh bắt đầu bước lên xe cô nhét gói tiền vào túi anh và nói anh hãy cầm số tiền này mua thêm ít quà cho bố mẹ còn em sẽ giữ một đồng coi như là món quà tết anh tặng cho em trên đường đi nhớ bảo trọng anh nhé anh chưa kịp phản ứng gì thì đoàn tàu đã nhanh chóng chuyển bánh anh vội vã gọi với lại theo cô giữ gìn sức khỏe em nhé anh nhớ em rất nhiều cô gật đầu vẫy tay nhìn bóng anh khuất xa dần về đến nhà việc đầu tiên là anh gọi điện về cho cô nhưng mẹ cô cầm máy bà lạnh lùng nói anh có phải là người công nhân đang theo đuổi con gái tôi không xin anh hãy tránh xa con gái tôi nó đang ốm và không muốn gặp anh lần sau xin anh đừng bao giờ gọi điện đến nữa anh đau đớn lặng lặng dập máy, nghĩ đến cô đang ốm, lòng anh thấp thỏm không yên. Còn cô cả ngày chỉ nằm trên giường chờ điện thoại của anh, nhưng mấy ngày rồi vẫn không thấy anh gọi về, trong lòng cô cũng lo lắng không yên. Để bớt nhớ anh, cô đi mua len về đan áo như lời anh dặn. Cho đến một ngày chuông điện thoại reo vang, cô nhấc máy vừa nói được tiếng alo thì mẹ cô đã tiến lại gần. Cô chỉ kịp nghe thấy giọng anh gấp gáp, là em có phải không em sao rồi sao không nói gì em bị cảm đã đỡ chưa trả lời anh đi em cô không kịp nói gì thì mẹ cô đã ngay lập tức dập máy bà tức giận thẳng thừng nói với cô nếu con còn ngang bướng tiếp tục giao du với thằng công nhân đó thì nhà này coi như không có đứa con gái này nữa cô đứng đó chết lặng chờ mẹ đi rồi cô mới bắt đầu khóc nấc lên cô nhớ anh vô hạn nhớ lời anh cô rời khỏi nhà ra ngoài đi dạo cho lòng khuây khỏa cô lại đến nơi anh và cô thường gặp nhau nhìn những chữ yêu anh viết cho cô còn sót lại trên tuyết nước mắt cô lại rưng rưng cô bước lên xe bớt sang nhà người bạn thân tiếp tục công việc đan áo của mình đường đi phủ một lớp tuyết cứng dày trơn nhẫy mặc dù xe đi rất chậm nhưng vẫn bị trượt bánh nhiều lần bỗng cô nghe thấy một tiếng ầm xé tai cùng với những mảnh kính nát vụn bắn tung tóe cuộn len trong túi cô văng ra ngoài cửa sổ cô chỉ kịp nghe tiếng ai thất thanh hai xe đâm nhau rồi tay nắm chặt chiếc áo len đang đan dở cô thiếp đi không biết gì đã hơn ba ngày đêm cô vẫn hôn mê không tỉnh bố mẹ cô khóc sưng cả mắt tuyệt vọng ngồi bên giường bệnh chờ phép màu xảy ra bác sĩ nói nếu cô tỉnh dậy còn tâm nguyện gì phải làm ngay vì có thể thời gian của cô không còn nhiều nữa. Đến nửa đêm ngày thứ tư cuối cùng bàn tay cô cũng khẽ động đậy, mẹ cô vụt tỉnh dậy, ôm trầm lấy cô òa khóc. Giọng bà khàn đặc, "Con gái, con có điều gì muốn nói không? Hãy nói cho mẹ, đừng ngủ nữa con." Cô mấp máy môi nói được những tiếng đứt đoạn, "Áo, áo len mang cho con." mẹ cô sực tỉnh tìm cái áo len cô vẫn ôm chặt trong tay từ bữa xảy ra tai nạn đưa cho cô cô run run muốn giơ tay với lấy nhưng không đủ sức nữa cô khẽ thều thào vài tiếng con nhớ anh ấy bà vội gọi chồng đi tìm số điện thoại của chàng trai và nhắn anh đến bệnh viện ngay nghe thấy tên anh cô khẽ mỉm cười rồi lại thiếp đi mẹ cô đau đớn cứ ôm cô mà khóc bà vô cùng ân hận vì đã ngăn cản cô đến với anh. Bà nghĩ có lẽ tâm nguyện của con gái bà là đan xong cái áo len tặng người con trai ấy. Nghĩ vậy bà lau nước mắt và cặm cụi ngồi đan nốt phần còn lại. Nước mắt của bà cùng máu trên người cô dính vào từng sợi len khiến chiếc áo len trở lên nặng trĩu. Khi anh đến bệnh viện thì cũng là ngày thứ năm. Khuôn mặt anh hốc hác, hai mắt thâm quầng lao đến phòng bệnh của cô, nhìn thấy cô vẫn thiếp đi trên giường anh nghẹn ngào nắm chặt đôi bàn tay của cô òa khóc như một phép màu cô từ từ mở mắt anh vội lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt mỉm cười nhìn cô ấm áp anh đã quay trở lại rồi đây em đừng lo lắng nữa nhé có gì từ từ nói thôi cô mấp máy định nói điều gì mà không thành tiếng khóe mắt cô những giọt nước mắt thi nhau chảy rồi cô lại thiếp đi anh cứ thế ôm cô khóc nấc lên có lẽ dường như nghe thấy tiếng khóc của anh cô lại từ từ mở mắt cô dùng hết sức lực thều thào những tiếng cuối cùng đừng khóc nữa kiếp sau em sẽ chờ đợi anh nói rồi cô nhắm mắt bất động bác sĩ đến giọng ông nghẹn lại cô ấy đi rồi cô ấy phải muốn gặp anh lắm nên mới có thể chờ anh được lâu đến vậy đó đúng là một kỳ tích bởi não của cô ấy hầu như đã bị chết đến 90% rồi. Anh hãy vững vàng mà sống không nên phụ lòng cô ấy. Mẹ cô cũng tiến lại. Bà dưng dưng đưa cho anh cái áo len đã đan xong và nói đây là kỷ vật cuối cùng cô để lại. Anh run run cầm chiếc áo trên tay. Nhìn thấy những giọt máu khô trên áo. Anh trao đảo quỳ xuống ôm lấy cô gào lên tức tưởi. Hãy nói cho anh. Kiếp sau em chờ anh ở đâu? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Xóm Đường Dày, tác giả Nguyễn Ngọc Giang. Nó về sống ở cái xóm này cũng đã 25 năm. Cha ông thường nói gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Ấy thế mà nó thấy sống ở cái xóm này tuy đen thật nhưng gần cũng chẳng sao xóm là xóm đường dây. Cái tên nghe có vẻ lạ và độc đáo vì gần xóm nó ở có đường dây xe lửa băng qua. Cạnh nhà nó có anh Hiệp mà mọi người thường gọi là anh Hiệp gà. Anh Hiệp sống với toàn thể đại gia đình toàn những người không có nghề ngỗng, chuyên đánh bài, đánh bạc. Chị dâu anh Hiệp gà tên là Na. Chị là người thương chồng, thương con. Vậy nhưng chuyện chị bị chồng cho ăn tát, ăn chửi là thường xuyên, cứ mỗi lần chồng đi bia ôm về là vợ chồng chị lại gây lộn. Thế là xóm nó lại rộn lên như loa phát thanh báo B-52 giải thảm Hà Nội. Cả xóm đóng cửa lại và lên lầu ngóng xem chén. Bát loảng xoảng Rồi đến tiếng hét, tiếng đập cửa âm âm. Tiếp theo là tiếng chạy thình thịch và tiếng la thất thanh. Mọi việc sau đó trở nên quen thuộc. Công an phường xuống làm việc, màn đêm ném cái tĩnh mịch vào không gian xóm làng lại trở nên yên bình sáng sớm bà tư bán phở bò đã dậy bà tám bán sữa đậu nành cũng dậy theo đây là cặp bài trùng của xóm đã có tư thì phải có tám tư và tám là mối quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi chứ không phải được mùa lúc thì mất mùa cau được mùa cau thì đau mùa lúa bà Tư bán phở thì bà Tám là người phụ giúp đem tô phở cho khách. Cứ khi khách nhận bát phở từ bá Tám thì bà Tám liền nở một nụ cười thân thiện anh. Chị, có dùng thêm ly sữa đậu nành hay không? Người khách khó lòng mà từ chối được nụ cười như vậy nên thường thì gọi thêm một ly sữa đậu nành. Và như thế nổi sữa đậu nành của bà Tám cũng vơi dần. Ông Sáu ra nhăn nheo ngồi nhâm nhi một ly cà phê. Ông Sáu về trọ ở xóm này cũng đã nhiều năm. Ông không con, không cái. Nụ cười méo mó của tuổi già cõng trên tay một sấp vé số đầy ắp. Chuẩn bị lại đến một ngày lao động. Ông không đi đâu xa. Ông đi đến trường trung học phổ thông Hưng Đạo ở đường Thích Quảng Đức và chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc. Cứ thế một tay chống ba tong và một tay cầm vé số mời khách. Trời nắng thì không sao, nhưng những lúc trời mưa non ông thật tội. Đôi mắt giả nua khẩn cầu về nơi xa lắm. Khách đi đường hở hững, bàn tay run run trong giá lạnh. Cây lạnh của những cơn mưa Sài Gòn làm tê tái phận đời của một con người coi cái hầm hưu là chân lý sống của chính mình. Bà Phương là người làm tư pháp, bà là người đon đả, sởi lời với mọi người. Ai mới gặp đều yêu quý bà mọi người để cảm mến trước lối sống hòa nhã đó thế nhưng quả là sống trong chăn mới biết chăn có giận bà phương là người luôn vì lợi ích của mình trước tiên chứ không bao giờ vì mục đích chung bà về xóm này mà đã lừa mấy nhà bao nhiêu vố từ tiền đền bù của một số hộ xóm bên kia cho xóm bên này vì xây tường gây ảnh hưởng chung cho đến lừa những nhà hàng xóm xung quanh về xây dựng nhà kể cũng là tưởng lửa xong thì đường ai nấy đi nhưng sau đó ít lâu lại thấy bà đon đả như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bà hai là người theo đạo Phật. Bà bị chồng bỏ từ khi còn tuổi thanh xuân. Bà cứ ở vậy nuôi các người con nên người. Cứ sáng sớm là nghe bà tụng kinh. Tiếng kinh lên trầm xuống bồng như dòng đời mà bà đã trải. Trước đây bà bán bánh mì kẹp thịt. Này già rồi, các anh, các chị đã có công ăn việc làm nên bà đã thành thơi. Giờ về già bà sống hiền lành, tràn hòa, không gây sự với ai. Covid tới. Thực sự đây là một cơn bão mà xóm đường dày đã mong manh nay càng mong manh hơn. Chị Na sau một thời gian chịu đựng với chồng không nổi liền tự tử ở sông Sài Gòn. Ngày đưa tang chị, cả xóm không ai nói với nhau một lời. Mọi người đều thương cho chị sống nhầm kiếp chắc đó cũng là số phận. Không ai biết trước được. Khi mang thai người ta có thể biết trước được ngày sinh chứ khi mất thì không ai biết đâu mà lường. Mấy đứa con gái của chị từ đó cũng tan đàn sẻ nghé. Đứa đi lấy chồng biệt tích, biệt tâm không về thăm bố. Mà chắc gì nó đã thương bố khi bố nó làm cho mẹ nó như vậy. Đứa có hiếu thì muốn về cũng không dám về. Vì về thì sợ giang hồ đòi mạng do nợ nần cơ bạc quá nhiều. Đứa lấy chồng thì ở với bố nhưng cũng không đi làm. Nó với chồng nó ly dị cũng vì cờ bạc. Thân mình lo chưa nổi thì sao làm chọn chữ hiếu đây? Bà Tám đã bán nhà đi chỗ khác. Nhà của bà tuy nhỏ nhưng là nhà mặt đất nên bà bán được khoảng một tỷ rưỡi. Bà mua một căn hộ chung cư và sống với con gái nuôi của mình. Xóm đường dày dở thêm những thành viên mới. Căn nhà bà Tám giờ được người khác mua và cho đôi vợ chồng trẻ thuê nhà bà Phương cũng cho người khác thuê. Những người xưa cũ giờ càng ngày càng vơi dần. Thằng tí nhà bà tư lập gia đình ra riêng. Chị Dương nhà bà Phương đi lấy chồng Hàn Quốc đã lâu không thấy liên lạc về. 25 năm không phải là dài nhưng cũng không phải quá ngắn. Nhiều khi nó tự hỏi cuộc đời vô thường lắm sao. Những người mình gặp giống như đi trên một chuyến xe. Xuống xe rồi liệu có còn gặp lại nhau. Không phải Trịnh Công Sơn viết từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ mà cuộc đời ai cũng vậy, chứ đâu riêng gì người tình. Từng con người cứ lướt qua nhau như đoàn tàu vào ga cập bến rồi lại rời ga tiếp tục hành trình. Bạn đã tự bao giờ ôn lại ký ức của đời mình rằng hồi nhỏ mình học với ai, lớn lên yêu ai, trưởng thành lập gia đình với ai, về già sống với ai chưa? Dòng đời nhiều khi tôi nghĩ tựa như những cơn mưa tháng 8 cứ mưa rồi tạnh rồi lại mưa. Mà Sài Gòn mùa này, mưa nhiều lắm. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Bếp lửa còn nồng, tác giả Nguyễn Hương Duyên. Biên giới ra riêng còn lạnh, già đinh hiêng cho thêm những gộc củi khô nứt vào bếp lửa đã bắt đầu đượm than ý tứ cụ rút êm xuống khỏi cầu thang để lại không gian cho một đàn ông một đàn bà cùng bếp lửa họ không nhìn nhau nhưng không ai bảo ai đều tiến lại ngồi xuống hai chiếc ghế con con nhẵn thín cạnh bếp cả hai không còn trẻ anh bắt đầu lốm đốm sợi xanh sợi trắng phong xương cô cũng mờ mờ vài vết chân chim ở đuôi mắt gió miền biên viễn thốc từng cơn vào vách gỗ thưng kín tạo ra những âm thanh lào khảo vỡ vụn cuộc hội ngộ này là chủ ý của anh sau bao đứt gãy mà nguyên do không ai hạ cái tôi mình xuống một lần để hiểu ngọn nguồn cơ sự mở báo tin nhắn gia lô của ngân vang lên nhưng nội dung tin nhắn không hiển thị lên màn hình gia lô bạn có thông báo mới anh sững sờ chết lặng ngân đang có cuộc hội thoại bí mật như anh cuống cuồng anh làm cái việc lén lút đáng xấu hổ anh mở điện thoại vợ ra, thanh tìm kiếm với biểu tượng kính lúc đỏ quạch đang nhấp nháy thúc giục, bí mật của ngân đang nằm đó, là ai, từ bao giờ? anh không biết tính năng ẩn cuộc trò chuyện này cho đến khi gặp hà, một cô phóng viên độc thân dạn dĩ, anh có yêu hà không? anh không cắt nghĩa được, nhưng rõ ràng là anh bị hà cuốn theo bằng những quan tâm, hỏi han nho nhỏ đơn vị anh nằm ở tít núi xa, quanh năm suốt tháng đồng đội chiến sĩ quây quần bên nhau. Năm thì mời họa có đoàn khách viếng thăm, lao sao hết mình rồi họ đi, để lại khoảng trống vắng hững hụt trong lòng những người lính xa nhà. Không có lý do gì để kìm giữ một người đàn bà độc thân một khi họ đã quyết chí yêu ai đó. Ban đầu anh chỉ xã giao, rồi tâm trí cứ hướng về Hà lúc nào chẳng rõ. Không lên được thì Hà nhắn tin, gọi điện, gọi tít tít và chuyên cần hơn cả Ngân, hơn cả hai đứa con luôn ngóng bố về. Em chỉ xin anh một đứa con, em không mong cầu gì hơn nữa Hà luôn lặp lại mong mỏi ấy, cho đến khi anh siêu lòng. Thời gian đầu, anh vẫn giữ lịch về tranh thủ đều đặn, sửa lại cho con cái hộc bản long ốc, mắc lại cho vợ cái giàn phơi bị sọc sạch. Rồi cùng vợ con đi thăm nội ngoại những ngày tranh thủ luôn trôi vèo vèo. Lần nào cũng như lần nào, nhanh đến thẳng thốt. Về nhà, anh không liên lạc với Hà. Anh cũng không cho phép Hà nhắn tin hay gọi cho anh những ngày ấy. Với anh, về nhà anh muốn trọn vẹn. Nhưng Hà đã bày cho anh cách giấu đi những dòng nhớ nhung, hờn dỗi của cô bằng cách chuyển cuộc hội thoại của hai người vào vòng bí mật. Cuộc hội thoại nếu không biết mật khẩu thì không ai có thể mở được miễn cưỡng, anh để Hà thao tác cho mình, rồi thỉnh thoảng không có vợ bên cạnh, anh lại vội vã trả lời cô để cô yên lòng. Anh không nhớ những cuộc gọi hình ảnh từ ngân cho anh, từ anh về nhà thưa dần từ bao giờ. Mọi thứ cứ vơi dần như một cốc nước đầy để giữa gió, không ai đụng tới cũng cạn. Như bìa cuốn sách quên trên giá, màu phai dần theo tháng năm anh chỉ không biết ngân đã trông thấy anh ở thị trấn của hà hai người tay trong tay bước ra từ quán ăn sáng hệt một đôi vợ chồng mới cưới tuần ấy anh báo có lịch tuần tra đột xuất nên ngân đã quyết định đi dự đám cưới con đồng nghiệp một mình không ai nghĩ có sự trùng hợp chéo ngoe đến thế anh càng không ngờ ngân biết nhưng chỉ câm lặng và xa lánh anh thay vì nổi cơn lôi đình như những cơn ghen lệ thường vốn dĩ anh biết vợ mình là một người đàn bà có nhan sắc sống khá nghiêm túc anh vẫn biết ở tuổi ngân đàn ông buông lời ông bướm không ít nhưng không hiểu sao vì quá tự tin nên anh chắc chắn ngân không đời nào dám bước qua những rào cản đạo đức hay tại anh nghĩ với hà anh chỉ giải trí cho thêm gia vị cuộc sống anh chưa hề có ý định bỏ cái gia đình này để chính thức với hà hà cũng thế cô không đòi hỏi một sự ràng buộc nào cả cô tôn thờ chủ nghĩa độc thân cô chỉ cần yêu anh và được anh đáp lại là đủ nhưng bằng sự lạnh lùng của vợ anh càng cho phép mình dành thời gian nhiều hơn cho hà giờ thì đã rõ vì sao ngân hết mặn mà anh buông điện thoại xuống sau khi định vung tay ném đi trong cơn giận dữ vừa lúc ấy thì ngân từ vườn bước vào vẫn không nhìn anh như mọi khi, cũng không cầm lấy điện thoại như anh dự đoán. Cô thản nhiên lau dọn nhà cửa. Từ bao giờ, anh không còn tồn tại trong mắt Ngân nữa. Từ bao giờ giữa hai vợ chồng chấm dứt những câu bông đùa dí dòm. Từ bao giờ? Em dạo này rất khác. Anh liếc cái điện thoại và mở lời. Ngân không ngừng tay. Lời cô bật ra như trực chờ từ ngàn năm trước em khác rất lâu rồi giờ anh mới biết đấy chứ cô nhìn anh cái nhìn khiến anh buốt hết từ sống lưng lên đỉnh đầu lạnh băng và trống rỗng và coi thường anh định nói về chiếc điện thoại về cái biểu tượng kính lúp đỏ lừ đang phồng lên xẹp xuống nhưng ánh mắt của ngân khiến anh từ bỏ ý định trong đầu anh bùng lên suy nghĩ trả đũa đừng tưởng mình cô ngon tôi cũng không thiếu đàn bà có những rạn nứt mà chính sự xa cách đẩy tan vỡ đến rất nhanh. Không ai chịu mở lời với ai. Ngân không nhắc đến cuộc phát giác hôm ấy. Cô kiêu ngạo không cần điều tra xem đối thủ của mình là người như thế nào. Vũ bất cần không hề nhắc đến cuộc thoại bí mật có biểu tượng kính lúc lập lòe đó nữa. Hầu như chỉ còn sự liên lạc giữa Vũ và các con. Hai đứa con ngơ ngác đến độ chúng chẳng buồn gọi cho cha mỗi khi rảnh rỗi nếu Vũ có gọi cho chúng, chúng lúc nghe lúc không. Như thể chúng sợ đối mặt với một bí mật khủng khiếp mà chúng không có cách nào khám phá được. Rồi Hà có thai. Ở cái tuổi ngoài 40 Hà đã được làm mẹ. Dẫu khát thèm bấy lâu, nhưng sự hiện diện của đứa con vừa hoài thai với người đàn ông cô tôn thờ vẫn khiến cô bối rối. Nên cô giấu Vũ cho đến khi không thể giấu được nữa thì Vũ mở lời anh ly dị để lấy em đây. Gắn bó lâu với Vũ, Hà hiểu đây không phải đề nghị mà là một quyết định được thông báo. Không cần đâu, em vẫn không có ý định buộc đời mình vào anh bằng một tờ giấy có đóng dấu đỏ. Anh cứ làm cha con em, nhưng chỉ làm người đàn ông của em như bao lâu là đủ. Giọng cô giáo hoành và kiên quyết, nhưng Vũ còn kiên quyết hơn. Đằng nào phía Ngân cũng đã có người đàn ông khác đằng nào hai người cũng chẳng còn dành sự quan tâm cho nhau. Vậy thì duy trì một cuộc hôn nhân lỏng lẻo để làm gì? Giáo hoành vậy nhưng niềm kiêu hãnh rất đàn bà trong hà được bồi đắp. Ừ, thì chồng cũng được chứ sao? Chẳng phải bao lâu Vũ đã sống cùng cô như một gia đình. Nói cho em nghe, vì sao anh quyết định ly hôn với vợ? Hà không thỏa mãn với quyết định đột ngột của anh dường như linh cảm đàn bà cho cô thấy cô và đứa con chưa phải là điều duy nhất kéo anh về phía mình nói cho em nghe vợ anh phản ứng thế nào vì giữa bọn anh tình cảm đã cạn vũ ngắn gọn vũ lúng túng sự không rõ ràng ấy khiến hà bí mật tìm về nhà vũ về trường ngân về nhưng không gặp ngân chỉ tìm hiểu cô ta không có bổ cô ta sống rất lành mạnh chỉ hơi khép kín và đơn điệu chừng đó biểu hiện có đủ lý do cho cuộc chia tay vốn dĩ vũ chưa bao giờ muốn hà bỏ mấy buổi quan sát ngân từ xa không khỏi chạnh lòng với nhan sắc và vóc dáng của người đàn bà đang vào độ chín nồng nàn cô ta kiêu hãnh và duyên dáng trong từng kia vuốt tóc cô ta rất xứng đôi với vũ vậy tại sao vũ chịu chia tay đã có chuyện gì mà vũ không nói hà không dám nắm lấy hạnh phúc đang sừng sững bước vào cuộc đời mình cô không dám tin đó là sự thật linh cảm lại là linh cảm cho cô biết không nên quá mừng vui em không muốn có anh rồi lại mất như cái cách vợ chồng anh đang đánh mất nhau hiện giờ cứ để em đi bên cạnh anh lặng lẽ trao cho anh cả cuộc đời mà không cần sự ràng buộc nào mong anh hiểu cho em có cái gì đó như một sức nén rất nặng từ từ rời khỏi hơi thở anh anh siết hà vào lồng ngực vạm vỡ thương cô thắt lòng một nỗi thương vì bất lực khi anh tự biết mình khó có thể mang đến cho cô điều cô mong mỏi không cần phải hòa giải phức tạp cuộc ly hôn diễn ra chóng vánh vì không có chia bôi tranh chấp gì tại sao chóng vánh thế thì cả anh và ngân không cắt nghĩa được kiểu như một cuộc giận dỗi không ai chịu thua ai vẫn ánh nhìn ấy hoặc không thèm nhìn vào anh ngân lại khiến anh buốt sống lưng và tự ái cô đã có người đàn ông bí mật mà còn tỏ ra thanh cao đến vậy tôi giải thoát cho cô vừa lòng nhưng người đó là ai đến giờ anh vẫn không có lời giải mà thôi sớm muộn gì điều đó cũng sẽ được công khai theo cách mà ngân muốn buổi chiều anh chính thức lấy những vật dụng cá nhân cuối cùng để rời nhà ngân cũng có mặt chiếc điện thoại của ngân vẫn nằm trên bàn ăn đầy thách thức nó nằm đó như nằm trong ký ức anh với những âm báo tin nhắn không hiện nội dung lên màn hình chủ cái kính lúp đỏ quạch phồng lên xẹp xuống trong tâm trí khiến anh muốn nghẹt thở giờ thì các người vui mừng thông báo với nhau là đã ly dị được tôi chứ gì anh đứng nhìn chiếc điện thoại chân chối ước gì anh có thể đập tan nó ra. Xem bí mật sau chiếc kính lúc đáng ghét đó là gì. Thằng cu lớn buồn thiêu hỏi. Thỉnh thoảng ba có về nhà này nữa không ba? Anh không nhìn nó. Anh nhìn nhanh sang chỗ Ngân đứng. Anh hy vọng Ngân sẽ có một phản ứng gì đó. Để anh biết ít nhất là Ngân vẫn còn cảm xúc với anh. Nhưng không ngân thản nhiên đến cầm lên chiếc điện thoại và dồn toàn bộ sự chú ý vào màn hình nhấp nháy anh tuyệt vọng thở dài ôm lấy thằng con đã cao bằng mình nghèn nghẹn có bất cứ chuyện gì con nhớ gọi cho ba ba luôn là ba của anh em con nói với em con là hãy ghi nhớ điều đó nghe con những tiếng cuối cùng anh gần như van vì con nhưng không ngờ tạo hiệu ứng tức thì Thằng con cũng ôm lấy anh khóc ồ ồ. Anh không biết nói hiểu chuyện đến mức nào. Anh cũng không biết Ngân đã làm gì, nói thế nào để các con chấp nhận cuộc tan vỡ này mà không oán than, trách móc. Anh chỉ thấy mình có lỗi, anh cũng thấy Ngân có lỗi. Thêm một lỗi chung nữa là không ai chịu nói chuyện với ai. Hà đã đúng khi không kết hôn với anh, bởi lúc đang vụng trộm, anh cư xử khác Giờ thành người tự do, anh lại trở nên đáng ghét. Anh hay ngồi trầm tư, Hà nói gì anh không để tâm. Đến khi Hà gắt lên anh lại ngơ ngác rồi xin lỗi. Đêm anh hầu như không ngủ, chằn chọc một lúc sợ Hà bầu bí mất ngủ theo nên anh ra sân hút thuốc. Đó là những lần anh về tranh thủ. Còn lúc ở đơn vị, anh cũng ít gọi về. Hà gọi vài cuộc gọi nhớ anh mới chịu bắt máy. Hà không giận anh linh cảm của cô về mọi chuyện đều đúng. Từ đầu đến cuối, đều là ở phía cô. Làm sao có thể trách anh? Ngân bất ngờ khi người đàn bà ấy chủ động nhắn tin hẹn gặp mình. Để làm gì? Chẳng phải cô đã giải thoát cho Vũ, để họ tự do đến với nhau rồi sao? Hay gặp để đòi chia tài sản cho đứa con mà cô ta đang mang trong bụng? Bao năm vợ chồng, những gì chắt bóc được. Cô và Vũ làm được cái nhà, mua được cái xe ô tô nhỏ nhỏ cho cô tiện đưa đón con, giờ cũng đã cũ. Cô biết chia gì cho cô ta đây? Sao Vũ lại để cô ta ngang ngược như thế? Mà thôi, người quý thế còn cho không được, nhà xe thì có là gì? Nên cứ gặp, xem cô ta chơi chẽn đến mức nào. Bờ sông chiều cuối xuân, nồm nam len lén trườn qua những đám rười nâu úa, mặt trời hắt những dáng hồng qua chùm mây lơ đãng in xuống đáy sông những vệt màu rung rinh theo sóng nước ngân đến rất sớm chuẩn bị thật kỹ những điều đáp trả trừ hai đứa con của ngân ra cô ta cần gì ngân cho hết để xem vũ xử sự như thế nào tôi trả lại vũ cho chị hà rẻ dặt sau khoảng im lặng quá lâu giữa hai người ngân hơi bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra bình thản chờ đợi xem đối phương giờ tiếp chiêu gì. Chị cũng đừng nghĩ tôi có âm mưu gì hả như đọc được tâm tư của người đàn bà đang cố giấu cơn. Du nhẹ nhẹ ở mỗi cái vuốt tóc tôi chưa bao giờ có ý định kéo anh ấy ra khỏi cuộc sống của chị. Anh ấy là mẫu đàn ông khiến cho bất kỳ phụ nữ nào gặp cũng siêu lòng. Tôi chỉ đánh cắp của chị đôi chút, mượn đôi chút. Anh ấy cũng chẳng mất gì. Nhưng tôi không ngờ có ngày hôm nay anh ấy bỏ chị nhưng vẫn không thuộc về tôi nói cho đúng tôi chưa bao giờ có anh ấy ngân nhìn thẳng vào mặt người đàn bà đang bụng chửa vượt mặt cố hiểu mục đích của cô ta cho cuộc gặp này cô nói như thể cô là nạn nhân tất cả chúng ta đều vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm hà thở dài cô ngạo mạn đến mức có trong tay báu vật mà không muốn giữ tất cả chúng ta đều sai lầm và gây tội với những đứa trẻ cô đã từng nghĩ đến nỗi buồn của các con cô chưa cô có nghĩ đến lúc phải đưa mọi thứ về trật tự cũ ngân sững sờ đầu ong ong đuối lý mệt mỏi cay đắng ngân nhìn sang người đàn bà mới của chồng với cái bụng to tướng đang nâng lên hạ xuống theo nhịp thở dồn dập tóm lại cô hẹn cho được cuộc gặp gỡ này để làm gì tôi nhường vũ cho cô không điều kiện cô còn mong gì nữa hà bật cười chùa chát chị quên mất rằng để có được đồng lương cao ngất gửi về cho chị chăm lo anh vũ phải sống hít thở trốn rừng thiêng nước độc hy sinh mọi nhu cầu thuộc về thế giới văn minh chị có biết mùa đông biên giới khủng khiếp thế nào không chị biết người đàn ông của chị chống chọi với sự xa cách và khắc nghiệt ở nơi trốn ấy không anh ấy nhớ chị đêm khuya không muốn làm chị mất ngủ nên không dám gọi về cho vợ để vơi cơn nhớ. Anh ấy chịu đựng, để rồi tôi đánh vào điểm yếu ấy. Đời này, chỉ cần một thái độ vồn vã đã khiến đối phương cảm kích, huống chi là sự quan tâm lo lắng vào mỗi đêm dài cô đơn. Tôi đánh vào điểm yếu ấy, nước chảy đá mòn, chị hiểu không? Ngân yếu ớt. Sao cô lại tự cho mình cái quyền lên mặt với tôi? rõ ràng cô đang lấy những thứ thuộc về mẹ con tôi mà còn lớn tiếng hà đưa tay sờ vào bụng mình từ đầu tôi xác định mình đơn thân nuôi con thế gian này vẫn đầy hoàn cảnh như vậy chỉ cần giữa đàn ông và đàn bà thỏa thuận bí mật ổn thỏa với nhau chuyện này xấu hay tốt còn tùy vào góc nhìn của chị chị đang vai bị hại chị thấy tôi xấu nhưng nếu chị là bạn tôi và không biết anh vũ là ai chắc chắn chị sẽ có tâm trạng khác sẽ vui mừng cho tôi mà thôi tôi không giành giật chi với chị hết tôi có đứa con thu nhập tôi thừa sức nuôi con một mình chị và anh vũ còn tình cảm với nhau hai người hàn gắn lại là hợp lẽ nhất đây là nỗ lực cuối cùng của tôi còn lại thì tùy hai người còn duyên hay không nhé hà đi rồi ngân ngồi bó gối thật lâu nhìn màn đêm bắt đầu nhuộm sẫm chồng công tác xa một mình cáng đáng những việc thường ngày lúc gọi cho cho chồng để chia sẻ thì anh bận lúc anh gọi lại thì nỗi niềm cũng tạm lắng ngân mặc định luôn chuyện chịu đựng và không chia sẻ cùng chồng những khúc mắc thường ngày vũ thì không muốn vợ lo chỉ kể vợ nghe những chuyện tếu táo từ bao giờ hai người đã lơi tay nhau hệ quả của chuyện vợ chồng chia tay là con hư ngân chưa lường được chuyện này trước khi hiếu thắng ký vào tờ đơn ly hôn vũ lại càng không nghĩ đến bởi anh đã quen với việc giao phó toàn bộ việc dạy dỗ con hàng ngày cho vợ nhưng anh quên mất rằng sự có mặt mỗi lần anh về chính là chỗ dựa vững chắc để các con tựa vào đó cùng mẹ đi qua sự thiếu vắng mẹ đã lặng lẽ giờ càng lặng lẽ thêm không khí lúc nào cũng hưu hắt đến độ một tiếng thở mạnh cũng làm nó loãng ra. Giờ chỗ dựa đó họa hoàn mới về, về thì cha con chở nhau đi đâu đó, ngơ ngác, thiếu hụt. Ngân thấy con buồn, mới lớp 11 đã hay bỏ học uống bia. Bây giờ thì sao? Những lời trí mạng của Hà khiến Ngân càng thêm trông tranh. Sao mình lại là người có lỗi? Rõ ràng mình là người mất mát. Mình không làm gì khuất tất Giờ bỗng dưng mọi chuyện lại giống như đang quy tội cho mình. Ngân nhớ buổi tối hôm ấy, điện thoại của Vũ nằm hờ hững trên gối. Anh đang ở trong phòng vệ sinh thì có âm báo tin nhắn Zalo. Điện thoại của hai vợ chồng cùng hãng, cùng đời, nên mọi tính năng trên máy anh ngân đều thuộc lòng. Mở báo nhưng nội dung không hiện lên màn hình chờ. Bạn có tin nhắn Zalo mới. Ai nhắn cho anh vào giữa khuya thế này? linh cảm của người vợ thường xuyên xa chồng khiến ngân thắc thòm đợi chồng ngủ say ngân lén lấy điện thoại của chồng kiểm tra không có gì cả ngân còn không để ý góc trái màn hình có một chiếc kính lúp đỏ lòm đang nhấp nháy thật lạ sao gia lô có âm báo mà mở ra lại không thấy gì ngân hỏi cô bạn thân kinh doanh điện thoại và được bạn chỉ cho một tính năng ẩn cuộc thoại nếu cần ai mà vũ phải bí mật thế lại còn nhắn vào giữa khuya ngân ngờ vực mà chưa muốn hỏi bởi vũ vẫn thế không có biểu hiện của sự đổi thay và rồi cái lần thấy vũ tay trong tay với người phụ nữ ấy mọi thứ vỡ vụn trong ngân cô cũng là đàn bà cô cần sự đỡ đần từ chồng trong từng bữa ăn giấc ngủ nhưng cô yêu anh chấp nhận mọi thiệt thòi là một người vợ lính như bao người vợ lính khác cô chỉ cần anh hiểu điều đó, để bù đắp cho cô từ trong ý nghĩ đến mọi thứ trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng anh đã làm gì thế này? Bao điều đẹp đẽ trong ngân phút chốc tàn rụi, hệt như một vườn hoa kiểu diễm bị bão vùi, hệt như một ngôi nhà lộng lẫy bị cơn động đất san phẳng. Hôm ấy, Ngân đã bốc điện thoại gọi ngay cho chồng, định xối xả tuôn ra bao lời cay đắng. Nhưng... Vũ tắt liên lạc tắt theo kiểu điện thoại đi vào vùng không có sóng cảm giác ê chề càng khiến ngân chết điếng cô im lặng và tỏ thái độ xa cách từ ngày đó giá mà vũ nhận thấy thái độ khác lạ của vợ phải tìm hiểu ngay ngọn nguồn nhưng anh đã không làm thế khuya thật khuya bếp chỉ còn than đỏ rực lên trong hơi gió thỉnh thoảng trườn qua vách ván ờ đáng ra anh nên hỏi sao dạo này thái độ em lạ thế. Vũ lấy đũa bếp tải than ra, thở dài và... Đáng ra em cũng không nên im lặng bất cần như thế. Ngân im lặng, cười rất nhẹ. Cô nhớ sau ly hôn, thỉnh thoảng anh vẫn về nhà thăm con. Thỉnh thoảng các con đề nghị anh ở lại, nhưng vì Ngân không nói gì nên anh lại buồn bã đi. Thực ra, bao lần Ngân muốn giữ nhưng có điều gì nó uất nghẹn trong ngân ngăn không cho ngân nói ra những lời nhẹ nhõm nhà là của trung nếu anh thực sự muốn ở lại thì đâu cần ai níu kéo ý nghĩ ấy kéo tuột ngân về hướng hờn tủi ghen tuông âm thầm vũ vẫn luôn hong hóng từng bước chân của ngân sao cô ấy mãi vẫn chưa tái hôn gã bí mật sau kính lúc lập lòe ấy đâu rồi hay gã chỉ trêu cợt cô ấy cho cuộc sống thêm phần thi vị nhưng anh nào có hơn gì người ta ngân là vợ anh mà anh vẫn còn lừa dối huống hồ ngân không ngờ người đàn bà ấy nỗ lực hàn gắn hai người quay trở lại đến thế con người thường không có ngoại lệ cho lòng ích kỷ nhất là chuyện đàn ông đàn bà nhưng có lẽ cô ta nói đúng vũ chưa bao giờ thuộc về cô ta chính câu chuyện con hư đã kéo hai người xích gần lại để rồi buổi ngược ngàn này là cuộc hẹn hò đầu tiên sau mấy năm anh chân thành bày tỏ mong muốn tái hợp nhiều khi ngân không tự lý giải được mong muốn của chính mình là gì dù rằng hà đã nói rõ cô ta chỉ xin chồng ngân đứa con dù rằng vũ đã nhận hết cái sai về mình sao cô vẫn khó vượt qua được những đau khổ của người đàn bà yêu chồng bị chồng phản bội chẳng phải chỉ vì chuyện hà mang thai mà vũ đã vội vàng ly hôn với mình sao làm sao tin được lời anh nói. Nhưng... Em cứ lên một chuyến, mình nói chuyện, trở lại hay không tùy em quyết định. Và rồi Ngân bắt xe đi, như thủa đang yêu thỉnh thoảng lên thăm Vũ. Vẫn là những vách núi sừng sững thẳm xanh, vài ngọn thác đổ xuống lưng chừng, nhìn xa như dải lụa yêu kiều. Ra xuân hoa rừng hớn hở trải thảm muôn nơi, rực rỡ trong ánh nắng đầu ngày bao cảm xúc ngày cũ ùa về, nồng nàn ngân lên trong trái tim vốn dĩ từ lâu bị ngân then kề cửa đóng. Ừ, thì ai chẳng có lúc lỗi lầm. Cơ bản tình yêu trong ngân có đủ lớn để rộng lòng đón nhận sự hối lỗi chân thành từ Vũ. Ừ, thì hôn nhân nào phải chỉ của riêng ngân hay Vũ? Nó còn là vui buồn hạnh phúc của con cái. Mình thỏa mãn cái tôi của mình, mặc kệ nỗi buồn câm lặng của con sao chẳng phải sâu thẳm ngân vẫn chỉ có vũ. Dù bao năm qua không ít đề nghị chung đôi từ những người đàn ông khác. Ừ, thì coi như duyên chưa hết. Nặng nề mãi chuyện cũ cũng chỉ khiến bản thân lạnh lẽo thêm. Bao nhiêu hờn tủi trong ngân tuôn ra như suối, tựa như một cuộc tẩy trần lần cuối. Để rồi mới có cuộc hội ngộ bên bếp lửa ấm sực này, mà lắng lại những buồn vui, được mất chỉ cần biết cô ấy có thai anh đã vội ly hôn sao giờ lại muốn quay lại câu hỏi tràn ra sau những kìm nén ấm ức của ngân khiến vũ giật mình không phải vậy trước sau cô ấy chỉ muốn xin anh một đứa con anh cũng tâm niệm thế vũ ngắn gọn rồi im bặt ngân cũng im lặng kiên nhẫn chờ một lý do khác có thể thuyết phục được mình là vũ ngập ngừng anh phát hiện em có người đàn ông khác nó nằm ở đây. Vũ lần túi áo Ngân lấy ra chiếc điện thoại sau chiếc kính lúc đỏ này, như anh với Hà. Và rồi, anh ngóng mãi sự xuất hiện của người ấy trong đời em sau khi mình hôn. Người ấy là ai? Đâu rồi? Anh luôn muốn hỏi em câu đó. Ngân hòa khóc sau vài giây sững sờ. Sững sờ như kia lần trông thấy anh và Hà tay trong tay ở thị trấn nọ sự bất ngờ nào cũng gây ra cảm giác chới với. Nhưng đây là bất ngờ khiến Ngân như chút được khối đá nặng trĩu trong lòng. Nó là của Thủy, đứa bạn thân của em từ hồi cấp 3. Anh gặp mấy lần rồi. Ngân thút thít giải thích vậy sao anh không hỏi em. Vậy sao em phải bí mật? Vũ vặc. Ngân nghiêm mặt nhìn thẳng vào Vũ. Vì anh, vì âm báo đến giữa khuya, cái giờ chỉ những người yêu thương nhau mới nhắn. Em lén mở máy anh, mà không thấy gì cả. Em tâm sự với Thủy. Thủy đã lấy số của em và Thủy làm ví dụ hướng dẫn cho em. Rồi em cứ để thế. Không hủy đi mà cũng chưa biết cách hủy. Không có người đàn ông bí mật nào cả. Em không có nhu cầu. Ngân lại thút thít. Vũ lặng đi. Mặt anh đờ ra thật khó tả. Giả đinh hiêng từ sau vách ván khẽ khàng chiêm thêm củi vào bếp. Một thanh đóm được châm lên. Những sợi lửa le lói bám vào thanh củi khô nóng từ từ bùng cháy. Hình như gà gáy sang canh. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh. Nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại